phát hiện 7 loại nước bổ hơn nhân sâm, cứ uống vào là gan sạch độc tố, yếu đến mấy cũng hồi sinh trở lại. Quý cô bác thân mến, giải độc gan là cách làm sạch, thải bỏ độc tố trong cơ thể, giúp lá gan khỏe mạnh, tái tạo và phục hồi chức năng. Với những người có bệnh lý về gan, việc điều trị bệnh thì đôi khi phải dùng đến những loại thuốc Tây đắt tiền và có thể có tác dụng phụ. Tuy nhiên, bên cạnh việc điều trị bằng phương pháp Tây y, một số loại nước uống sau đây cũng có thể hỗ trợ người bệnh trong quá trình phục hồi chức năng gan rất hiệu quả. 1. Nước đậu xanh. Đậu xanh là một loại ngũ cốc được sử dụng phổ biến tại Việt Nam. Từ đậu xanh, người ta có thể làm ra những món bánh, xôi, chè rất ngon và bổ dưỡng. Với những người bị bệnh gan mãn tính, đậu xanh không chỉ là nguyên liệu chế biến các món ăn mà nó còn là một bài thuốc dân gian giúp thanh nhiệt, thải độc gan rất tốt. Theo đông y, đậu xanh có tính mát, vị thanh, ngọt. Để làm mát và thanh lọc gan, bạn có thể làm nước đậu xanh, sữa đậu xanh, chè đậu xanh, nha đam, cháo đậu xanh. Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu cách làm nước đậu xanh rang, loại nước uống mát gan giải độc hiệu quả để bạn đọc tham khảo. Chuẩn bị 300g đậu xanh, 2 lít nước, 1 ít đường và muối. Cách làm: sau khi mua về, bạn chọn những hạt đậu xanh đều màu, vỏ bóng, không có mùi và không bị sâu mọt. Sau đó đem rửa sạch đậu xanh với vòi nước cho sạch bụi bẩn để ráo nước. Bắc chảo lên bếp, đợi chảo nóng, cho đậu xanh vào rang nhỏ lửa trong khoảng 10 phút, chú ý rang đều tay. Cho nước và đậu xanh đã rang vào nồi, đun sôi nhỏ lửa cho đến khi đậu xanh nở ra thì tắt bếp. Bỏ phần hạt, hạt đậu xanh có thể làm chè, xôi, lọc lấy nước để uống. Để dễ uống hơn, bạn có thể thêm một chút muối hoặc đường. Bạn có thể bảo quản nước đậu xanh trong ngăn mát tủ lạnh để uống dần trong khoảng 1-2 ngày. 2. Nước mật ong chanh. Mật ong và chanh kết hợp giúp giải độc gan cực kỳ hiệu quả, vừa làm đẹp da, chống ung thư, giảm lão hóa, vừa nâng cao sức đề kháng. Công thức: một quả chanh, nửa quả cam, một nắm lá bạc hà tươi, một lít nước lọc, mật ong nguyên chất. Cách làm: đổ nước vào nồi, để lên bếp đun sôi, cho lá bạc hà vào và đun sôi khoảng 5 phút, sau đó bắc ra khỏi bếp và để nguội. Cho nước cốt chanh, cam ép cùng một chút vỏ chanh thái nhỏ vào nồi, cho thêm mật ong vào trước khi thưởng thức. Cách dùng: thức uống này có thể uống nóng hoặc lạnh, lá gan của bạn sẽ được làm sạch, đồng thời dạ dày và hệ thống tiêu hóa cũng được detox cực kỳ hiệu quả. Hỗn hợp bạc hà, nước chanh, nước cam sẽ đem đến thức uống giúp thanh lọc cơ thể rất tốt, detox lá gan hiệu quả, đồng thời giúp toàn bộ cơ thể nhẹ nhàng, dễ chịu hơn. Trong đông y, bạc hà có vị cay, tính mát, thơm, có tác dụng tán công nhiệt, hạ sốt, thông mũi, chữa nhức đầu, giúp tiêu hóa tốt, chữa đau bụng, tiêu sưng, chống ngứa, sát khuẩn, phòng các bệnh ngoài da. Chanh cũng là một loại thực phẩm quen thuộc được dùng để detox cơ thể. Chanh chứa nhiều vitamin A, C, B1, B6, dồi dào, khoáng chất kali, bioflavonoids, acid folic, magie, pectin, phosphor và canxi. Từ lâu người ta đã dùng nước chanh có tác dụng kích thích giải độc, cân bằng mức độ pH trong cơ thể. Là loại quả giàu vitamin C nên sử dụng chanh thường xuyên còn giúp tiêu mỡ, loại bỏ chất thải sinh hóa ra khỏi cơ thể. Không chỉ dung nạp những chất dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể, chanh còn có tác dụng hỗ trợ sức khỏe nói chung rất hữu hiệu. Nhờ đó, chanh có khả năng chiến đấu với nhiều loại bệnh tật khác nhau, ví dụ như bệnh nhân tiểu đường uống nước chanh thường xuyên sẽ tăng cường hệ miễn dịch, rất tốt cho hệ tiêu hóa, ruột, gan. Đặc biệt, vỏ chanh cũng tốt cho sức khỏe cũng như có công dụng detox cơ thể, giải độc gan. Vỏ chanh chứa nhiều tinh dầu, chất chống oxy hóa, vitamin. Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng trong vỏ chanh có khoảng 22 chất chống ung thư như limonene, citrus pectin, glycosid, flavonol và vitamin C. Do đó, bên cạnh việc sử dụng nước cốt chanh, vỏ chanh được bào nhỏ cho hỗn hợp đồ uống cũng đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong đó thì có khả năng detox gan, thanh lọc cơ thể. Ngoài ra, việc sử dụng mật ong nguyên chất không chỉ giúp đồ uống thêm thơm ngon, hấp dẫn mà còn có tác dụng tiêu độc nhất định. Mật ong chứa 60-70% là glucose. Ngoài ra thì còn có saccharose, muối vô cơ, axit hữu cơ, men tiêu hóa và chất béo. Nó có thể chữa được nhiều bệnh như viêm loét dạ dày, hành tá tràng, viêm gan, viêm túi mật, diệt vi trùng. Do đó, mật ong nguyên chất cũng rất tốt cho gan, cải thiện sức khỏe lá gan. 3. Nước bí đao. Bí đao chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Đặc biệt, theo đông y, bí đao có tính mát, vị thanh ngọt, có khả năng giải độc gan, thanh nhiệt rất tốt. Từ những lợi ích của trái bí đao nêu trên, người xưa đã tận dụng để tạo ra trái bí đao giúp giải nhiệt, giải độc gan rất hiệu quả.
Đây là một loại thức uống nguồn gốc tự nhiên, lành tính và rất an toàn, không chứa các hoạt chất hóa học nguy hiểm. Cách nấu trà bí đao như sau. Chuẩn bị bí đao 1kg, chọn quả già, nếu chọn được quả non phải bỏ ruột, lá dứa, lá nếp 5 chiếc, thục địa 10g, đường phèn 150g, muối 1/3 muỗng cà phê, nước 4 lít. Cách làm: bí đao rửa sạch, gọt vỏ, thái thành miếng nhỏ, lá dứa rửa sạch, bổ gọn. Cho bí đao, muối, thục địa, đường phèn vào nồi, đổ thêm nước, bắc nồi lên bếp, đun đến khi bí đao nhừ, sau đó cho thêm lá dứa vào, đun thêm khoảng 5 phút nữa thì tắt bếp. Chờ trà nguội thì lọc bỏ bã và bảo quản trong tủ lạnh. 4. Nước gạo lứt rang. Gạo lứt hay còn gọi là gạo rằn, gạo lật, loại gạo chỉ xay bỏ vỏ chấu bên ngoài, còn nguyên vỏ cám gạo. Mặc dù hàm lượng calo và carbohydrate tương tự nhau, nhưng gạo lứt hơn hẳn gạo trắng thông thường. Một chén gạo lứt có chứa hàm lượng dinh dưỡng như sau. Lượng calo 216g, carbohydrate 44g, chất xơ 1,8g, chất đạm 5g, thiamin B1 12% RDI, niacin B3 15% RDI, sắt 5% RDI, magie 21% RDI, phosphor 16% RDI, kẽm 8% RDI và mangan 88% RDI. Loại ngũ cốc này cũng là nguồn gốc cung cấp folate, riboflavin B2, kali, canxi dồi dào. Ngoài ra thì gạo lứt còn chứa phenol, flavonoid, chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi stress oxy hóa. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng cho biết rằng lớp cám gạo chứa tinh dầu có tác dụng điều hòa huyết áp, giảm cholesterol trong máu, rất tốt cho những người bị tim mạch và thanh nhiệt giải độc gan. Trong gạo lứt có thành phần inositol, phospholipid, vitamin B đều là những chất thanh nhiệt giải độc mát gan. Theo nghiên cứu của bác sĩ Rene Wellhouse, Mỹ đã thử nghiệm cho rằng những bệnh nhân bị bệnh gan uống nước gạo lứt rang. Sau đó thì bác sĩ tiến hành các cuộc phân tích máu và cho kết quả. Những người sử dụng gạo lứt để thanh lọc gan có hồng cầu tròn, huyết thanh trong, máu sạch. Điều này chứng tỏ gạo lứt giúp lá gan giải bỏ độc tố và ký sinh trùng trong máu rất hiệu quả. Ngoài tác dụng thanh nhiệt, mát gan, gạo lứt còn chứa ticotrinon, gamma, oreganol và các chất chống oxy hóa bảo vệ gan, tái tạo tế bào gan bị tổn thương, đồng thời ngăn ngừa xơ gan. Ngoài ra, kiên trì uống trà gạo lứt thường xuyên còn làm giảm tình trạng táo bón kinh niên, chống mất nước trong trường hợp tiêu chảy và giúp phục hồi sức khỏe. Bên cạnh đó thì uống trà gạo lứt còn giúp cơ thể không còn thấy uể oải hay mệt mỏi, người lớn tuổi cũng không còn phiền toái. Cách làm nước gạo lứt rang. Cách rang: cho gạo lứt lên chảo để nhỏ lửa, vì nếu để yên một chỗ khá lâu, gạo sẽ bị cháy hoặc nửa bung ra. Rang cho tới khi hạt chuyển sang màu đỏ đậm, có mùi thơm và săn lại thì tắt bếp. Khi gạo nguội hẳn thì cho vào hũ thủy tinh, bảo quản cẩn thận để dùng dần khi đủ nước. Nấu nước gạo lứt. Cho 200g gạo lứt đã rang vào nồi, thêm 3 lít nước. Nấu với lửa nhỏ khoảng 15 phút, có thể thêm một thìa cà phê nhỏ muối, đợi cho đến khi gạo chín mềm thì tắt bếp. Tiếp theo, lọc lấy nước uống dần trong ngày. Lượng nước đun chỉ nên sử dụng trong ngày, không nên sử dụng sang ngày thứ hai. Nên uống nước gạo lứt như một thói quen uống trà, uống nước, uống khi khát, uống bất kỳ lúc nào. Nếu muốn uống nóng thì bạn có thể cho vào bình giữ nhiệt hoặc phích nước để bảo quản nóng lâu hơn. Xác gạo lứt uống xong thì có thể tận dụng ăn như cháo, tốt cho người đầy bụng, khó tiêu. 5. Nước rau má. Rau má có tính mát, vị đắng, được dùng làm nước giải khát giúp giải độc gan, làm đẹp da, phòng chống các bệnh tim mạch rất tốt. Với những người mắc bệnh về gan, rau má giống như một vị thuốc làm mát gan cực kỳ hiệu quả. Bạn có thể mua rau má ở những khu chợ truyền thống với giá rất rẻ. Sau đây là cách hướng dẫn làm sinh tố rau má giúp cả gia đình giải khát trong những ngày hè oi bức. Chuẩn bị: rau má 200g, nước đun sôi để nguội 1 lít. Cách làm: rau má rửa sạch, ngâm nước muối khoảng 30 phút. Cho rau má vào máy xay sinh tố, cho thêm nước và xay nhuyễn. Lọc lấy nước rau má và bỏ bã. Bạn có thể bảo quản sinh tố rau má trong ngăn mát tủ lạnh. Khi uống thì có thể thêm một chút đường để dễ uống hơn. 6. Nước chanh xả gừng. Từ lâu, đặc tính chữa bệnh của gừng đã được nhiều nhà thảo dược học công nhận. Trong đó một số nghiên cứu khoa học đã xác nhận lợi ích của gừng đối với sức khỏe của gan. Rễ gừng chứa hợp chất gingerol và sogarol giúp ức chế viêm và chống lại tổn thương tế bào, có thể hỗ trợ sức khỏe của gan. Ngoài ra thì gừng có thể giúp bảo vệ gan khỏi các chất gây hại như rượu. Trong công thức giải độc gan bằng chanh xả gừng thì chanh là loại trái cây giàu vitamin C. 1/2 cốc nước chanh có thể cung cấp hơn một nửa lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày.
loại đồ uống này có thể tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể. Đặc biệt, chanh còn được sử dụng rộng rãi vì tác dụng có lợi của nó đối với gan. Thành phần flavonoid cam quýt trong chanh có thể bảo vệ gan, chống lại độc tố và giảm chất béo trong gan, giảm nguy cơ mắc các bệnh gan nhiễm mỡ. Ngoài ra, pectin và tinh dầu trong chanh còn giúp cải thiện sức khỏe của niêm mạc ruột, nhờ đó làm giảm các chất thải đến thông qua ruột. Sả thì kích hoạt quá trình loại bỏ độc tố có hại và các chất không cần thiết ra khỏi cơ thể nhờ đặc tính lợi tiểu. Điều này dẫn đến nồng độ axit uric, dấu hiệu cảnh báo điển hình của bệnh gút và thận trong cơ thể thấp, đồng thời làm tăng cường chức năng của gan và thận. Tiêu thụ sả thúc đẩy nhu cầu đi tiểu, đảm bảo hệ tiêu hóa khỏe mạnh và loại bỏ chất béo dư thừa. Ngoài ra thì sả có tính ẩm và kích thích tuần hoàn máu, điều này giúp cung cấp dưỡng chất và oxy đến gan một cách hiệu quả, tăng khả năng tái tạo tế bào gan và cải thiện sức khỏe tổng thể của gan. Công thức nước chanh sả gừng có thể mang lại một số lợi ích cho gan. Tăng cường chức năng gan, chanh, sả và gừng đều có tính kháng khuẩn, chống viêm và chống oxy hóa. Kết hợp chúng lại với nhau có thể giúp làm sạch gan, tăng cường chức năng gan và giúp giảm các vấn đề về gan như viêm gan và xơ gan. Giải độc gan. Gan đóng vai trò quan trọng trong việc lọc và loại bỏ các chất độc hại trong cơ thể. Chanh, sả và gừng đều có khả năng kích thích quá trình giải độc gan. Việc uống nước chanh, sả, gừng có thể giúp giảm gánh nặng cho gan và tăng cường khả năng loại bỏ chất độc. Hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Nước chanh, sả, gừng có thể kích thích tiêu hóa, tăng cường sự tiết mật và hỗ trợ quá trình giải phóng enzyme tiêu hóa. Điều này có thể giúp cải thiện việc tiêu hóa thức ăn, giảm tình trạng khó tiêu và tăng cường hấp thụ dưỡng chất, từ đó thì giảm gánh nặng cho gan. Ngoài ra, nước chanh sả gừng còn là một tổ hợp tự nhiên với nhiều công dụng đáng chú ý như tăng cường hệ thống miễn dịch, tăng cường quá trình trao đổi chất, cung cấp lượng chất chống oxy hóa dồi dào, làm dịu cảm giác mệt mỏi, tăng cường năng lượng và cải thiện tâm trạng. Nước chanh sả gừng được cho là có khả năng hỗ trợ quá trình giải độc gan nhưng không phải là biện pháp duy nhất và không thể thay thế được việc điều trị chuyên sâu cho các vấn đề về gan. Các thành phần trong nước chanh, sả, gừng có tác động tích cực đến gan, giúp kích thích chức năng gan, giảm viêm gan và cải thiện quá trình lọc và thải độc của gan. Tuy nhiên, để giải độc gan hiệu quả, cần áp dụng một số phương pháp chăm sóc toàn diện và tuân thủ lối sống lành mạnh. Điều này bao gồm ăn uống cân đối, hạn chế tiêu thụ các thành phẩm không lành mạnh trong thức ăn và đồ uống, tập thể dục đều đặn, giảm stress và tránh các tác nhân gây hại cho gan như rượu, thuốc lá, hóa chất độc hại. Để nấu nước chanh sả gừng giải độc gan, bạn có thể làm theo các bước sau. Nguyên liệu: một ổ gừng tươi khoảng 5cm, 2-3 củ sả tươi, 2 quả chanh, nước ấm, mật ong nguyên chất. Cách làm: cạo vỏ gừng và lột bỏ 1-2 lớp vỏ ngoài của sả, sau đó rửa sạch, thái gừng thành lát mỏng, sả đập dập và cắt khúc ngắn. Cho khoảng 500ml nước vào nồi cùng với gừng và sả, đun trên lửa nhỏ trong khoảng 10-15 phút cho đến khi hỗn hợp nước sôi. Tắt bếp và đợi khoảng 5 phút cho tinh chất tiết ra hết. Vắt lấy nước chanh vào nồi, lọc lấy phần nước đã đun vào bình chứa. Bạn có thể thêm một ít mật ong để tăng hương vị và dễ uống hơn. Đổ nước ra ly và uống ngay lập tức. 7. Tinh bột nghệ. Tinh bột nghệ được nhiều người truyền tay nhau như là một phương thuốc thần kỳ giúp giải độc gan hiệu quả. Một loại gia vị quen thuộc trong bữa ăn, có hiệu quả tốt trong việc thải độc, thanh lọc cơ thể. Từ thời xa xưa, con người ta đã biết đến những công dụng tuyệt vời của tinh bột nghệ. Curcumin, hoạt chất quý giá trong tinh bột nghệ, mang lại những giá trị sức khỏe hữu ích cho con người. Người ta phát hiện rằng chính hoạt chất này có tác dụng loại bỏ các độc tố tích tụ trong gan. Giải độc gan bằng tinh bột nghệ giúp cải thiện hiệu quả sức khỏe của gan. Tác dụng virus của nghệ còn ngăn chặn sự xâm nhập và bùng phát của các virus gây viêm gan B và C. Ngoài ra thì nó còn có tác dụng kích thích tiết mật, đồng thời kìm hãm các tế bào ung thư theo cơ thể dần dần, từng bước một ở các giai đoạn mới chớm, tiến triển và giai đoạn cuối. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, từ củ nghệ vàng, người ta chiết ra tinh bột nghệ để tăng hiệu quả hấp thụ nhiều lần so với củ nghệ thông thường. Vậy nên, cách đơn giản để tinh bột nghệ phát huy được hết công dụng là bổ sung trực tiếp như ăn hàng ngày, uống trực tiếp tinh bột nghệ nguyên chất. Đối với những người muốn giải độc gan, nên pha trà nghệ uống đều đặn. Pha trà nghệ ngày uống từ 2-3 lần, uống đều đặn trong vòng 1 tuần sẽ cảm nhận được hiệu quả rõ rệt. Đây là bài thuốc giải độc gan bằng tinh bột nghệ mang lại hiệu quả ưu việt. Thực hiện theo những bước sau. Pha từ 1-2 thìa cà phê tinh bột nghệ vào khoảng 250-300ml nước ấm dưới 40 độ. Chúng ta có thể thêm chút mật ong, nước cốt chanh hoặc một chút gừng để dễ uống và bổ dưỡng hơn, vừa thải độc, giúp cơ thể nhẹ nhõm lại tăng cường sức khỏe. Thời điểm tốt nhất mà chúng ta nên uống là khoảng 20 phút trước khi hoặc sau khi ăn. Còn đối với những người thường xuyên uống nhiều bia rượu, hút thuốc lá,
Curcumin có trong tinh bột nghệ sẽ giúp cho gan giảm tải các chất độc hại tích tụ trong gan. Axit stearic giúp giảm nhẹ được nồng độ cồn trong máu. Cách giải độc gan bằng tinh bột nghệ được thực hiện như sau. Uống bổ sung thêm 5-10g tinh bột nghệ mỗi ngày bằng cách pha với nước ấm hoặc sữa nóng sẽ giúp hóa chất curcumin được hấp thụ một cách dễ dàng. Pha một cốc tinh bột nghệ uống trước khi uống rượu khoảng nửa tiếng hoặc sau khi uống rượu xong uống cũng được. Việc làm này có tác dụng giảm nhanh các triệu chứng khó chịu. Đối với những người thường xuyên phải sử dụng bia rượu nhiều nên uống mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và buổi tối. Thường xuyên thực hiện đều đặn sẽ giúp gan khỏe mạnh, thực hiện chức năng thải độc tốt hơn.